Xin chào bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu bạn một cái ứng dụng có tên là Startbar. Thì đây là cái ứng dụng mà sẽ giúp cho các bạn biến cái giao diện điện thoại các bạn thành một cái giao diện có cái thanh ở dưới như là trên Windows vậy. Thì với ứng dụng này các bạn cần có một cái điều đặc biệt, đó là cần phải root được máy thì ứng dụng này mới khởi chạy được. Thì đây là khi mà các bạn chạy ứng dụng, các bạn sẽ khởi chạy ứng dụng nha. Thì nó sẽ ra một cái thanh cái phần menu. Thì trong phần menu này gần như không có bất kỳ tùy chỉnh nào các bạn có thể sử dụng được. Những cái dưới này thì các bạn sẽ vào để tải thêm những cái ứng dụng mà nó liên kết với cái ứng dụng này sao cho chuẩn nhất. Đó. Rồi, khi mà chạy ứng dụng lên thì các bạn sẽ thấy là màn hình của chúng ta xuất hiện một cái phím ở đây. Đó, phím như phím Windows. Và nếu các bạn ấn vào thì điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Mình sẽ ấn vào nó xem. Đó, nó sẽ lên cho các bạn một cái thanh Start đây và các bạn sẽ thấy là mình sẽ có một phím đó như này. Các bạn sẽ thấy là mình sẽ có một phím Start đây và những cái ứng dụng đang chạy nó sẽ phân tab như ở trên Windows vậy. Và nếu các bạn ấn vào thì nó sẽ lên nhanh. Và cái này thì nó dùng giống rất giống trên Windows. Các bạn có thể vuốt lên để tìm những cái ứng dụng mà mình đang chạy, mình đang có trên máy này. Ngoài ra thì bên phía bên này các bạn cũng có một cái ảnh như kiểu tài khoản ở trên laptop luôn. Ở phía dưới thì các bạn sẽ có những cái tùy chỉnh, ví dụ bật chế độ máy bay hoặc là bật tắt Bluetooth, Wi-Fi chẳng hạn, cũng như là chỉnh độ sáng màn hình ngay lập tức ở đây, rất là tiện lợi. Cái này có thể thay cho cái thanh notification cũng như là tìm kiếm nhanh những cái ứng dụng trên máy các bạn. Thì khi các bạn ấn vào đây chẳng hạn, mình sẽ tìm được những ứng dụng nhanh. Đó, sẽ ra ngay những cái ứng dụng mà bạn cần. Ngoài ra thì phía bên này thì các bạn sẽ có phần setting. Tuy nhiên là cái này mình đã thử ấn và mình may quá, cái này nó không, nếu các bạn ấn trên laptop thì sẽ ra là tắt máy, nên cái này thì không tắt được. Thì trong phần setting này các bạn vào thì lại vào cái phần menu ban đầu và không có nhiều tùy chỉnh cho tất cả chúng ta. Thì nhìn chung thì đây là một ứng dụng mà giúp các bạn thay đổi cái giao diện và phong cách sử dụng điện thoại các bạn một cách thú vị. Tuy nhiên là tiện ích thì cũng không hẳn là không có. Nhưng cái ứng dụng này thì mình cũng không khuyến cáo là các bạn nên sử dụng nhiều, bởi vì nó sẽ can thiệp sâu vào hệ thống các bạn, sẽ gây ra một số cái ví dụ làm chậm và lag máy của chúng ta, sau đấy thì các bạn lại đổ tại nhà sản xuất thôi. Thôi, bài giới thiệu ứng dụng Startbar mình đến đây hết. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Xin chào bạn, hôm nay mình sẽ trải nghiệm tựa game Okura. Đây là một cái